một thanh đại đao uy vũ, được cho là gắn liền với sự nghiệp bình thiên hạ của vị vua đầu triều Mạn. Có số phận chìm nổi, lưu lạc hơn 500 năm theo hậu duệ của ông trốn chạy khỏi sự truy lùng kẻ thù. Một thế kỷ trước, nó được tìm thấy một cách vô cùng bất ngờ. Thanh đao này có một trọng lượng mà hiếm loại binh khí nào sánh được. Liệu rằng có những bí ẩn lịch sử nào ẩn chứa đằng sau nó, vũ khí của một vị vua? Hãy cùng giải mã bí ẩn Định Nam đao. Đến với khu tưởng niệm Vương Triều Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, du khách không khỏi bị choáng ngợp bởi một quần thể di tích với quy mô bề thế, kiến trúc độc đáo, tinh xảo, được các nghệ nhân dày công chế tác. Khu tưởng niệm ngày nay được hình thành trên nền một dấu tích cung điện của nhà Mạc ở thế kỷ 16. Bước vào hậu cung nhà Thái Miếu, một không khí trang nghiêm bao trùm. Chính điện là nơi thờ năm vị vua triều Mạc từng trị vì đất nước trong 65 năm ở kinh đô Thăng Long. Và thứ mà chúng tôi tìm kiếm nằm bên trong tủ kính dưới chân tượng vua Mạc đang dung. Đây chính là thanh Long đao được gọi với danh xưng Định Nam đao. Những vết hàn rỉ lộ rõ màu thời gian. Đây là thanh Long đao duy nhất của một quân vương trong các triều đại phong kiến Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay. Theo như sử sách có ghi lại, vật thái bảo này nặng 25,6 cân, dài 2,55 mét. Dọc sống đao có nhiều nét hoa văn rất lạ, đặc biệt là một hình đầu rồng bằng đồng thau đang há miệng nuốt lấy lưỡi đao. Tôi đang đưa quý vị và các bạn đến với gian hậu cung, là nơi thờ linh vị thần tượng của năm vị vua nhà Mạc. Đồng thời, gian hậu cung cũng là nơi lưu thờ của thanh Định Nam đao, bảo vật quốc gia. Và trong suốt quá trình mà Thái Tổ Mạn Đăng Dung làm quan dưới thời nhà Lê, cũng như mà khi lập nên vương triều nhà Mạc, thì Định Nam đao chính là cái vũ khí liền thân của Đức Mạc Thái Tổ. Theo sử sách ghi lại, Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, mất năm 1541, là người làng Cổ Chai, huyện Nghi Dương, trấn Hải Dương, nay là làng Cổ Chai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Thuở nhỏ, Mạc Đăng Dung làm nghề đánh cá, nhưng lại là người có sức khỏe, trí dũng hơn người. Tục truyền, ông có ấn tướng ở vai là xương liền thẳng, học võ rất giỏi, lại sở trường môn vật và múa đao. Đến khoa thi võ, ông đỗ đô lực sĩ xuất thân, võ trạng nguyên trong cuộc thi tuyển võ sĩ tại giảng võ đường ở Thăng Long, dưới triều vua Lê Uy Mục, được xung túc vệ quân. Từ võ quan cấp thấp, nhưng nhờ tài thao lược và mưu trí, Mạc Đăng Dung đã vươn tới chức Thái Sư, tước An Hưng Vương, thời Lê Cung Hoàng. Trong các cuộc dẹp loạn phe phái ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Định Nam đao trở thành trợ thủ đắc lực giúp ông chiến thắng, bảo vệ triều đình. Triều Lê Sơ suy tàn, tháng 6 năm 1527, Hoàng đế Lê Cung Hoàng hạ chiếu nhường ngôi cho Thái sư Mạc Đăng Dung, lập nên triều Mạc, lấy niên hiệu Minh Đức. Tuy nhiên, triều nhà Mạc tồn tại không lâu. Cuối năm 1592, Mạc triều thất thủ, thân vương Mạc Đăng Thận, cháu bốn đời của Mạc Đăng Dung, người coi giữ Lăng Miếu, đã giả làm nhà buôn, mang theo Long đao của tiên đế, xuống thuyền lánh nạn đến đất Kiên Lao, phủ Thiên Trường Nam Định, định cư ở đó. Cũng kể từ đây, thanh đao bắt đầu hành trình lưu lạc, phải chôn giấu, rồi tìm thấy đầy bất ngờ. Và về đấy thì ông đã phải đổi họ thay tên, từ họ Mạc sang họ Phạm. Và dòng họ Phạm ở Nam Định chính là cái chi họ mà đã được bảo quản thanh Long đao hơn 400 năm qua. Thì dòng họ Phạm ở Nam Định cũng đã phải trải qua rất nhiều cái biến cố và rất nhiều cái thăng trầm để có thể lưu giữ cũng như gìn giữ thanh Long đao. Theo như các cụ cao niên trong dòng họ kể lại rằng, thì vào năm 1821 thì có ông Phan Bá Vành khởi binh chống lại triều đình
và ông Phan Bá Vành có ý muốn là mượn Thanh Long Đao của Đức Mạc Thái Tổ để làm binh khí ra chiến trận, nhưng mà với cái quyết tâm là không thể để vật báu của tổ tiên rơi vào tay người ngoài, nên là con cháu trong dòng họ Phạm gốc Mạc đã quyết tâm là đem chôn giấu cái Thanh Long Đao đi. Và sau hơn 90 năm, đến năm 1938 thì con cháu mới theo như di nguyện của các cụ để lại, thì con cháu trong dòng họ Phạm đã đào lại Thanh Long Đao lên. Có thể nói, Thanh Long Đao là hiện vật cổ, độc bản, cho thấy giá trị vô cùng to lớn về lịch sử. Tuy nhiên, một câu chuyện vẫn còn gây tranh cãi về Thanh Đao, đó là về trọng lượng đặc biệt của nó. Sử sách có ghi lại, Thanh Đao nặng tới 25 cân. Nếu như so với các loại binh khí thông dụng, chỉ nặng một vài cân, đây là một con số ngoài sức tưởng tượng dành cho một loại binh khí. Về cân nặng, cân là tính theo là cân của Trung Quốc. Nếu như tính theo kg của Việt Nam bây giờ thì Thanh Long Đao hiện tại hiện nặng khoảng 13 kg. Khi ngày xưa ấy, thì cụ Thái Tổ Mạc Đăng Dung có cái ẩn tướng là xương vai liền thẳng, vì vậy cụ sẽ có một cái sức khỏe nó sẽ hơn người. Thứ ba là cụ thi đỗ Trạng Nguyên Võ, mà Trạng Nguyên Võ ngày xưa thì phải mang cân nặng từ 24, 27 đến 32 cân trở lên. Chính vì vậy mà với chúng ta bây giờ thì có thể là nó sẽ rất là khó khăn, nhưng mà với Thái Tổ Mạc Đăng Dung ngày trước ấy, thì đó nó sẽ là rất là dễ dàng. Như vậy, 25 cân ở đây là tính theo đơn vị đo lường cổ. Theo quy đổi, một cân cổ bằng 0,6 kg, tức cân nặng thật của địch Nam Đao là vào khoảng 15 kg. Con số này cũng khá trùng khớp với số liệu đo đạc sau này, khi cân nặng của cây đao hiện tại vào khoảng 12,8 kg sau một thời gian dài bị hao mòn, rỉ sét. Nhiều tư liệu lịch sử khẳng định Mạc Đăng Dung có cây đao này. Tuy nhiên, nó được ông dùng khi đánh trận hay chỉ rèn làm biểu tượng cho sức mạnh thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Dù cho trước khi lên ngôi, vua Mạc Đăng Dung là một võ tướng, tương truyền là có sức mạnh hơn người, thì việc sử dụng một binh khí dài gần 2,5 mét, nặng gần 15 kg có phải điều khả thi? Chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Không dễ để có thể tìm được một thanh đao với cân nặng tương tự. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định lựa chọn hai thanh kim loại đồng có hình dáng trụ tròn với cân nặng lần lượt là 11 kg và 25 kg. Võ sư Đỗ Hoàng Hải, người đã có nhiều năm luyện tập võ cổ truyền với binh khí đao, cùng chiều cao 1m75, nặng 100 kg, là người sẽ tham gia cuộc thử nghiệm đặc biệt này. Hãy cùng xem võ sư Đỗ Hoàng Hải thi triển như thế nào với các binh khí này. Lúc đầu tôi sử dụng thì tôi cảm thấy là rất linh hoạt, tốc độ nhanh, đánh có điểm dừng và mình biết là phát lực trong từng ngọn đòn đánh. Nhưng mà khi chuyển sang binh khí này là hơn 10 cân là tôi cảm thấy là mất sức đi rất nhiều và đánh là không làm chủ được đòn đánh của mình, không được linh hoạt trong chiến đấu. Còn với binh khí có cân nặng xấp xỉ 25 kg thì sao? Khi mà cầm cái binh khí mà nặng tầm 25 cân lên thì tôi đánh gần như là rất chậm, là mình không có khả năng linh hoạt trong các đòn đánh cũng như là sát thương. Có thể thấy với thanh đao nặng khoảng 2 kg, võ sư đã tung ra những đòn đánh đẹp mắt, hiệu quả, thể hiện được kỹ thuật, sức mạnh trong chiến đấu. Tuy nhiên, đến thanh kim loại nặng 11 kg, việc chế ngự nó đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tốc độ đánh giảm đi thấy rõ, đường đao cũng không còn được sắc nét. Còn với vũ khí mô phỏng nặng 25 kg,
võ sư đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, thể lực bị hao mòn rất nhiều chỉ sau một vài chiêu thức. Nhiều dấu tích khảo cổ cho thấy chiều cao và cân nặng của người Việt Nam vào khoảng thế kỷ 16 ước chừng chỉ đạt 1m5 cho đến 1m6. Vì vậy, việc sử dụng một thanh đao 15kg hay thậm chí là đến 25kg trên chiến trường là điều kém khả thi. Một vấn đề cũng cần được làm rõ, đó là niên đại, thành phần nguyên liệu để chế tác nên thanh đao cũng như phần khâu đao với những họa tiết đặc biệt. Năm 2019, để phục vụ làm hồ sơ công nhận di sản cấp quốc gia cho thanh Định Nam đao, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khảo Cổ đã tiến hành nghiên cứu cân đo, chụp ảnh hiển vi phóng đại 100 lần cấu trúc bề mặt rỉ, phân tích thành phần hợp kim khâu đồng tra cán và so sánh họa tiết hoa văn đầu rồng trên khâu đao. Qua chụp ảnh phóng đại 100 lần cho thấy bề mặt rỉ ăn mòn sâu và tự nhiên, các vết rỉ gồ nổi khối. Cấu tạo rỉ cho thấy thanh đao có rỉ tự nhiên, đã có niên đại lâu đời. Vết rỉ có trầm tích bám phủ tự nhiên, phù hợp với ghi chép về việc thanh đao đã có thời gian bị chôn lấp và đào lên vào năm 1938. Có những vết rỉ nó sâu đến 0,7cm ấy, thì là như vậy là rất lâu năm rồi. Thế thứ hai là chúng tôi nghiên cứu về cái hợp kim của nó, thì hợp kim này thì là hợp kim có kẽm, thì chúng tôi cũng đầu tiên cũng hơi bối rối. Lý do của sự băn khoăn này là việc thời kỳ này luyện kim Việt Nam chưa thể làm được hợp kim có kẽm. Tiến hành phân tích thành phần hợp kim của khâu đồng bằng phương pháp khối phổ plasma cảm ứng ICP-MS, thành phần hợp kim cơ bản là đồng chiếm 68,95%, kẽm chiếm 17,73%, chì 6,91% và thiếc là 2,06%. Hợp kim đồng chứa kẽm ở Việt Nam thường gặp sớm nhất vào khoảng đầu thế kỷ 17. Trong khi đó, hợp kim thế kỷ 16 lại chỉ có đồng, chì và thiếc. Chúng ta đều biết Mạc Đăng Dung lên ngôi vào năm 1527. Vậy thanh đao mà ông dùng thì niên đại phải thuộc đầu thế kỷ 16, chứ không thể muộn sang thế kỷ 17 được. Vì vậy, có hai giả thuyết được đặt ra. Có thể thanh đao ban đầu của vua không có hình dáng như thế này và đã được con cháu của vua Mạc Đăng Dung cho tu sửa lại vào khoảng thế kỷ 17 để thờ phụng vị vua đầu triều. Còn nếu thanh đao khoảng thế kỷ 17 để thờ phụng vị vua đầu triều. Còn nếu thanh đao là nguyên bản của vua Mạc Đăng Dung thì hợp kim đồng kém được những người thợ rèn thế kỷ 16 lấy ở đâu? Có một số cái điều lý giải là có thể rằng là cái thanh Định Nam đao này là qua một thời gian sử dụng thì thường là cụ ta cũng phải sửa chữa, thì trong sửa chữa rồi họ sẽ làm lại cái khâu là quan trọng, thì cái khâu này thì có thể họ đã nhập được của Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc từ đầu thế kỷ thứ 17 họ cũng chưa làm được kim loại kẽm đâu, nhưng họ đã biết cách là nhúng cái kim loại quặng chứa kẽm ấy vào trong cái hợp kim đồng, và sau đó thì cái kẽm nó xâm nhập vào thành hợp kim đồng kẽm. Sâu chuỗi câu chuyện về nguyên liệu tạo nên thanh đao, cân nặng và tính thực chiến của thanh đao, võ sư Đặng Tam Thuận đã cho chúng tôi những góc nhìn rất khác. Đại đao là một trong những cái cây đao để dùng, phần lớn dùng cho các võ tướng khi ra trận, thì phần lớn là các võ tướng thì chúng ta ngồi ở trên ngựa để chúng ta sử dụng cái loại đao. Chính vì vậy mà cái cây đao của các võ tướng ấy thì phần lớn là gì? Cái phần lưỡi này nó sẽ nhỏ hơn cái cây đao mà bây giờ chúng ta đang sử dụng bây giờ, tức là và nó không bị rườm rà những cái này, bởi vì những cái này nó sẽ khi mà ra trận đánh nó sẽ rất dễ bị mắc. Và cái thứ hai nữa là cái sự khác biệt của cái cây đao đó chính là gì? Cái cán đao rất là dài và cái lưỡi đao cũng sẽ dài hơn. Lý do làm sao phải dài hơn? Bởi vì là lúc đấy các võ tướng sẽ ngồi ở trên ngựa để chúng ta đánh đấy, và kết hợp với nữa gì là đao chiến thì cái cán đao phần lớn là bằng những cái chất liệu dẻo, bằng các cái loại rễ cây, ví dụ như thế là các cái cây si, cây đa đó được trải qua cái quá trình ngâm để nó tạo cái sự dẻo dai của cây đao. Nếu chúng ta dùng cái đấy mà bị một cái vật sắc khác chém vào ấy thì nó sẽ bật ra, chúng ta cảm giác nó như một cái gậy cao su ấy. Thế còn nếu chúng ta mà sử dụng một cái vật cứng
thì lập tức mà dùng đối phương có một loại binh khí nào nặng hơn, đúng không, sắc bén hơn, chém vào rất dễ xảy ra cái chuyện gãy. Thì đây là một trong yếu tố cơ bản nhất mà thời xưa là các cụ hay sử dụng. Theo ý kiến chuyên gia, vũ khí đao thường có phần cán làm bằng gỗ hoặc rễ cây, vừa đảm bảo tính linh hoạt trong chiến đấu, trọng lượng nhẹ, độ bền cao, phù hợp với thực chiến. Thanh Định Nam đao có phần cán bằng kim loại rất nặng mà theo như thực nghiệm là rất khó để kiểm soát. Phần khâu đao có hình rồng là biểu tượng của thiên tử. Và chỗ hình đầu rồng có cá chốt chặt lưỡi vào cán đao. Cá chốt này có thể khiến thanh đao tách rời thành hai phần riêng biệt. Vậy liệu rằng có khả năng nào thanh đao và đặc biệt là lưỡi đao bị sứt mẻ nhiều phần là thứ đã đi theo vua Mạc Đăng Dung trải qua biết bao chiến trận để lên tới đỉnh vinh quang? Cho đến khi ông lên ngôi vua để khẳng định quyền lực tối cao của mình, cùng binh khí đã đồng hành trên hành trình gian nan đó, ông đã cho tu sửa lại thanh đao, thay lại phần cán đao bằng kim loại nặng để tăng sự bề thế, uy nghiêm mà vẫn giữ được linh khí của một vũ khí đầy uy dũng. Với một cổ vật hàng trăm năm tuổi, có biết bao câu chuyện truyền thuyết xoay quanh, khơi gợi sự khám phá của các nhà khoa học. Song với những giá trị lịch sử to lớn, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Thanh Định Nam đao là bảo vật quốc gia đợt 8 năm 2020. Một thanh đao nhưng ẩn chứa những giá trị mang tính biểu tượng cho một dòng họ, một vương triều đã có nhiều thành tựu trong tiến trình lịch sử của đất nước. Tất cả đủ để khẳng định giá trị to lớn, vững bền của thanh Long đao bảo vật.